Anh nên tranh thủ tôi hít đất vài cái là tao tự phạt bản thân mình cái coi. Thôi, mệt quá rồi. Thôi. Tôi mệt quá rồi, mệt quá rồi, hôm qua đánh lú lận quá. Mày hôm Thế qua thì tôi cái đi. nghe thật xin thế nào à? Ban đầu nó cứ bảo Mày hôm qua tôi đi tôi xách vali nhiều mà tôi dãi cả tay rồi, không thể lên, không thể hít đất được nữa rồi. Anh em thông cảm nha, bởi vì mỗi một game tôi mời được đúng một người thôi, tôi không mời được nhiều. Tôi để thằng Cường nó mời được, ai mà chửi chửi thằng Cường nhá. Thôi tôi lại quay về bản ngã của tôi đây. Tôi lại quay về với mẹ xạ thủ, cung thủ với cả demon đây. Nói không với assassin. Mấy giờ rồi ta? Chết mẹ. Giờ mới có hơn 1 giờ mà. Cửa em phải đi rồi. 20 phút, 20 phút. Không kịp FF, sợ FF. Tối nay chiều không mày? Ơi Tối chiều không? có chứ. Cái event mà để cho anh em đăng ký đua rank bây giờ đang top 1, 2, 3 là những thanh niên nào rồi? Hỏi thằng Toàn thì em có ấy đâu. Nhanh, tôi đang muốn khao khát được trao giải quá mà anh em. Đến ngày hôm nào thì hết 7 ngày nhờ. Hình như hết hôm nay. Thế bảo Toàn phải nhớ Toàn sát sao vụ này mới được. Hình như là hôm qua thì phải Làm gì? Bởi vì delay 1 ngày mà, mày không nhớ à? đi lên một ngày là ngày 18. Thế thì... Tối ngày 18 là update thì là hôm nay hay là hết đúng không? Nốt hôm nay là hết đúng không? Tối hôm nay. Tôi đang khao khát được trao giải quá mà chưa biết ai nhất, ai nhì, ai ba nào đây. Cần em check luôn. Thôi được toàn đây. Toàn giờ này lười lắm để đẹp check nha. Tin tưởng mày một lần nữa nhé. Đúng mắt. Ba đứa. Tự nhiên có thằng đi mà setting sách. À nhầm. Link 18 cộng vào Group ba. đi bố ba vậy hiểu thấy lúc ấy bố rửa hơi ấy rồi. Tại có thật có ghi không nhỉ? Rank gì ấy, hình như tôi đang ở rank đồng thì phải. Đồng nhôm sắt vụn sắp sắp sửa lên này. Đồng nhôm sắt vụn dép hỏng bán đi. Đấy, game này là coi như là em bỏ để em check cho anh nha. Hóa ra nó lại nhường mình như chị lại cường kênh rồi mẹ, bây giờ khá quá nhờ. Giờ thêm được cái giáp và đẹp, lắp luôn mẹ bùa đỏ bắn chết 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 chết. Bài ấy đâu ấy nhở? Hình như thằng Trung vừa la cũng đang top rất là cao đúng không? Đúng không? Thằng Trung vừa la chắc là sẽ được giải rồi đấy. Không, chung phải là tuổi tuổi Chưa chưa ý. đủ tuổi luôn á? Thế hôm trước cũng tinh Không. tướng lắm cơ mà. Được thật này. Đi này. Đậu xanh rau muống thật. Đâu nhỉ? Mày sâu ấy. Ui, bài tập cái comment thì thôi. Op.gg.
Tôi đang xem xét. Thừa một cái cung gỗ đây, đang xem xét xem nào. Anh vẫn bình luận ở VTV nha. Anh ăn bỏ ghế nhá. Ấy, Trung vừa la rất dùng kim cương rồi á. Tưởng dư lào. Sủa, bùa đỏ đốt đây. Ai chà, đau đấy. Bắn cái nữa chết. Nếu như mà tính xếp hàng bình thường ấy thì chết ghế, nhưng mà giờ cậu có đăng ký hay không thì là Ừ, vấn đề là phải check xem có đăng ký hay không. thì Có hơn một bài nghìn đọc người không thôi, có hơn một thì nghìn có người bài đăng đọc ký không thôi. sự bài đọc thôi kéo được nhìn Thằng Toàn nó bảo là hơn nghìn. 700, không tính theo comment đây mà 700, 787 mà. À, ok. Ủa? Check lại xem nào. Chắc là đi thẳng lương của anh ấy nhỉ? 14.000. Ok. Nam đúng không? 15.000 thành viên rồi này. Sát thương chuẩn. Đau lắm, mẹ sát thương chuẩn này đau lắm. Đấy nghe không? Thật chưa? Tiền. Thì tính thất bại ở tính thêm khó thì lâu phết đấy. Một hải tặc, hai hải tặc, gạch blank, gạch blank cũng là hải tặc. Cái gì đây mà mày cái mic bị làm sao đấy? Tôi đang thực sự suy nghĩ này, nếu có Gray à, Gray dồn mẹ hết đồ cho Gray bắn đi phê hơn. Quý tộc bây giờ nó không khỏe lắm, không muốn chơi lắm. Lấy cái gì? Gươm vua. Diều đại mãng xà. Diều đại mãng xà. Điều mẹ nó. Ra lẻ lẻ loi loi thế nhờ. Không biết nơi đó em có còn nhớ đến tôi, không biết nơi đó em có nói chung là mid game tôi sẽ bán cái con Lucian này đi. Cái con Lucian mà dồn đồ này về late game không khỏe, dồn đồ cho con khác cầm còn hơn. Má còn lên là con Lucian 2 là giữ win streak tốt lắm luôn đây này.
Lucian 2 ơi, Lucian 2 à. 50 500, con này còn khỏe hơn cả Gregor. Ô bây giờ tôi mới biết là Gregor ít máu hơn cả Tristana nhá. Oh shit. Game trước MGO3 top 1. Ồ, oh, chúc mừng Nam Serious nha. Thằng Trung Vla thì ở top 23 Việt Nam này. Thế mà mày bảo nó tụt từng kim cương. Nó mất kim cương. À. Mình làm gì phải em bảo nó tụt kim cương đâu. À đúng rồi, có người comment ở trên này. Nhầm. Chà, đi mẹ bố này đã có Kindred. Ui đủ 4 con cung thủ rồi này. Ui khá thế nhờ, đi có băng tộc để chơi đấy chứ. Đội hình này khá thật. Láng lắm, bảy tám hết nghe này, kéo lên hết là láng. Từ ngày nó sửa lại cái chế độ ra đồ. Ơ từ ngày nó sửa lại cái chế độ ra đồ thì cái việc đánh người đá nó không còn là một cái gì đó quá là buồn chán nữa. Chắc là em đi tối em ấy á. Tụi em check cho nhanh anh ạ. Ok. Đấy, tôi làm ra cái event để trao giải cho anh em. Tôi cũng cái đợt mà tôi đi du lịch này vào đúng cái đợt event nên là cũng không support gì nhiều. May mà có hai mod là giúp đỡ thì tôi mới tổ chức được cái event cho anh em. Nhiều người nói là tôi làm cái event này nó hơi mang màu sắc cá nhân thì đúng thật, tôi chỉ tổ chức ở trong cái khuôn khổ là trong cái nhóm kín với cả cái page của tôi thôi, tạo sân chơi anh cho anh em gọi là có động lực để mà phấn đấu for fun. Ui đi bây giờ mới để ý này, gấu hai rồi ạ. Cờ này toang quá nhỉ. Nhà đánh gấu, người người đánh gấu ạ. Hãm thật sự. Điều mẹ. Né. Đéo né được. Đeo ra nó bồ không ra xạ thủ, không ra cái gì luôn này. Toang rồi.
Mẹ Lucien về nó ghép ngay đồ, hỏng 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 hết bánh kẹo. Cố gắng lên cấp xong một roll này con Raven này. Có đại bác rồi. Roll Raven thôi. Không đánh cái này được. Lucian 1 ngày càng yếu rồi, bọn nó lên cấp 2 hết rồi, Lucian 1 sẽ yếu quá rồi. Đây này, giờ tôi phải roll cấp này. Bằng mọi giá tôi phải roll cấp này. Nốt ra này, nốt rào lính lên cấp. Kiếm con Raven chơi, này không ổn à. Đánh 6 Blade Master, chắc là đánh 6 Blade Master. Đặt thêm một viên kiếm, một cái vô cực nữa. Ôi ôi, nhện bà kìa. Ôi ôi, 4 con nhện con kìa. Đấy, thì một đống Blade Master này, của này tôi sẽ đánh 6 Blade Master cho các bạn xem. Đeo rì. Chơi là phải chơi lớn. Huyết kiếm, ok. Huyết kiếm. We are at war. Do not forget it. Ôi con gạch Blank đứng yên luôn kìa. Sếp fail quá. Đây đang chờ mỗi con ấy ra rồi. Mỗi con Raven ra bán mẹ con Lucian này luôn này, luôn mà ngay này. Cảm ơn sao của Nhàn Vũ nha, thank you bạn.
Tại sao lại thế? Hai cái cục đa quân xô kìa. Thế mà mình bắn chết được con này, giỏi giỏi giỏi. Vẫn bắn chết được con này là quá giỏi. Thế sao lạc đâu con bên một ở đây đây? Từ nãy giờ tôi không để ý luôn đấy. Dừng lắp thế này thì tôi lại bị mất con cầm cái bùa đỏ này. Hóa hình nghiệp sĩ hải tặc xạ thủ. Huyết kiếm này. Ôi thèm quá, nhưng mà thôi phải cần phải lên con này gấp. Con này phải lên cấp gấp. Đành phải hy sinh cái huyết kiếm vậy. Ui mẹ lại còn chim cầm huyết kiếm về bán lên 5 tiền ngon chết luôn. Bây giờ phải có Raven 2 thì mới chơi được. 4 kiếm khách. 4 kiếm khách. 5 kiếm khách, 6 kiếm khách. Kiếm với con Yasuo quá đẹp. Kiếm khách đấy nhở. Nếu hiểu tôi giữ con Vayne làm cái gì. Vẫn phải lên cấp. Kiểu éo tôi vẫn phải lên cấp. Tôi là muốn tìm con Raven 2 cho nó khỏe mà đéo tìm được. Thôi xong rồi. Đi mẹ ăn quả choáng thì hơi nặng rồi. Ba mươi tiền lên cấp.
kiếm về em. Tôi còn thiếu con nào nhỉ? Yasuo à? Có con nào mà kiếm khách mà không phải là Yasuo không nhỉ? Tôi hình như tôi bắt hết kiếm khách rồi mà. Chết mẹ, tôi đéo ra đâu rồi. Sao số gì? Ôi, chậm quá. Đây, sau kiếm khách đây rồi. Đấy, cuối cùng cũng nắn được về cái bộ mà mình đang mong muốn. May quá, ván này không thua. Ít nhất là cái round này vẫn sống được. Chỉ con A lắp đồ bệnh hoạn không. Kinh vãi lìn nữa, kiếm cong rồi cắt phép. Ghê 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 ghê. Tôi mà lên được Swain 2 tôi bán hết đồ con này, tôi dồn hết cho Swain. Hay ra. Không, team này tôi vẫn thấy hoang mang lắm. Team này vẫn thấy hoang mang lắm, có cái gì đó không đúng. Ôi ôi. Nhiều thứ quá. Mid Fortune vẫn hơn con này. Vẫn hơn con Lucian. Đế chế ác quỷ xạ thủ. Ác quỷ. Đúng rồi, thì mẹ chém cho con Braum này đừng có chặn được. Ui, nhện nhủng này. Nhện, thì mẹ nó vẫn kịp biến hình, cay thật. Hút máu lên, đúng rồi, hút máu lên. Hút lên, đúng rồi. Khá lắm người anh em. Bây giờ lên được Big Fortune 2, thay con Lucian ra. Đẹp. Lấy cái gì bây giờ nhỉ? Lấy về bán lấy tiền. Hoặc là chờ sẽ ghép thêm một cái cung gỗ nữa, lấy thêm một cái ma vũ nữa. Cho hai con ma vũ cũng được. Nhiều khả năng tôi sẽ gắp ma vũ cho con Swain. Tôi đẩy con mẹ Swain lên phía trước luôn. Nếu có điều kiện. Nếu như có điều kiện.
Ui. Chịu nổi nhiệt không? Chịu được không? Chịu quá đi chị Lị. Tập này khỏe lắm. Ok, cho ra số gần là một. Cho Brand lấy gậy vui hơn. Lại nữa này. Sở quên 2 đi, sở quên 2 Yasuo 2 đi, nhân phẩm ơi. Nhân phẩm ơi, nhân phẩm ơi. Chết rồi, con Na biến hình được rồi. Biến hình đi, biến hình đi. Đéo ăn thua rồi. Thì phải có tí Yordle vào là hơi căng nha. Thì phải có tí vitamin Yordle vào là hơi khắm đấy. Ôi giời ơi. Mà vũ nó khác bọt lắm. Vitamin mà vũ nó vẫn là một cái gì đấy nó khác bọt. Từ từ nha, tôi đi té bô quay lại xem có đổi gì không nào. Kéo gì này? Thế này vứt cho con nào bây giờ? Ui, vứt cho con này được thì ngon quá. Ok rồi đấy, nốt round này sẽ bán con này đi. Bán Lucian đi cho Mid Fountain vào. Rửa tay rồi. Thực ra cho Sen cũng được, mà cho Yasuo cũng được. Demon, lại là Demon cung thủ, đi mà đi đâu cũng Demon với cung thủ, mệt quá. Sao lại được? Sao mà lại được? Cố lên. Damn. Hiểu vấn đề rồi, hiểu vấn đề rồi. Đéo cho mình, không cho mình cơ hội lên mana luôn, cay vãi đi.
phết. Ván này là con sen thì như con sen của tôi nó bung được cái skill của nó ra thì phải. Đéo có Mid Fortune, đéo có Yasuo. Ơi trời ơi. Giáp giáp tìm bằng. Tìm bằng. Mục đích nó xếp ra giữa làm cái gì nhỉ? Chưa hiểu lắm cái mục đích này. Đi mẹ bị cắt phép nặng quá. Hy vọng Demon của mình nó cũng mà mất mana của con Morgana này, mẹ con này cầm nhiều đam lắm. Đéo bơ được mana của nó là toang. Đấy, biết ngay. Làm sao phải bơ được mana của con Morgana để cho nó không giật cơ. Con này cầm một đống đam trong người, kinh vãi lịt. Ad bà kìa. Ui, nhìn nhức nách thế. Căng quá. Chắc là tí đổi chỗ con Mid Fortune qua bên này. Hy vọng xuất được chiêu. Mid Fortune 1 yếu như chó vậy. Ui chà chà. Fuck. Chuyển vào đây này. Bố mày sẽ đứng đây mày bắn mày. Mày chém lại con Morgana này. Trừ hết mana của nó đi. Hay quá, nó chết mà nó chưa kịp dùng chiêu kìa. Ok rồi. Đó, mà kiếm được con Yasuo này. Mít vào thôi. Hơi khó chịu đấy nha, để mẹ bất công rồi đấy nha. Tại sao bây giờ là cái tia của cái cuồng cung mà nó cũng cắt phép được á? Ờ, chúc mừng bạn Minh Toàn nha, chúc mừng bạn Minh Toàn nha. Vô lý thật. Thế sao cái tiêu của con át bây giờ mà nó cũng cắt phép được à? Ôi ôi, thảo nào từ nãy giờ. Thôi xong, để mẹ nó xếp lại đội hình mình đéo để ý rồi. Biến hình lên. Sao quên.
lỗi vãi lìn ra. Vẽ cái cuồng cung nó cắt phép được, ngày trước có cắt được đâu. Ôi giời ơi, tiếc thế. Thì mẹ không để ý nó đổi bên thì mẹ.